trai của ca sĩ Tim và Trương Quỳnh Anh gây ấn tượng vì nay đã lớn phỏng phao. Trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều nhất thì VBiz đã dự lễ tốt nghiệp ở trường. Trong cột mốc quan trọng của các con, thì sao Việt cũng có mặt để chứng kiến. Mới đây, ca sĩ Tim, chồng cũ của Trương Quỳnh Anh, gây xúc động vì có lời nhắn nhủ cho nhóc tỳ trong dịp đặc biệt. Nam ca sĩ đã đích thân đến trường để chúc mừng Sushi chính thức tốt nghiệp cấp 1 ở một trường quốc tế. Vốn là người kín tiếng, Tim gây chú ý khi bất ngờ nhắc đến cuộc sống và cảm xúc khi làm bố đơn thân trong suốt thời gian qua. Tim nói, suốt 5 năm qua, tôi và con trai đã cùng cố gắng giúp đỡ, nương tựa để cả hai hoàn thiện hơn và luôn hạnh phúc khi cạnh nhau. Tôi cũng không thể trở thành một người bố đơn thân tốt như bây giờ nếu thiếu tình yêu thương của con. Còn con cũng trở thành một cậu bé trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều. Tim và Trương Quỳnh Anh xác nhận tan vỡ từ năm 2017. Nhóc tỳ được mẹ chăm sóc nhưng thường xuyên gặp gỡ ba. Thời gian đầu Tim và Trương Quỳnh Anh còn chung nhà để con trai đỡ ngỡ ngàng vì bố mẹ chia tay. Đến hiện tại, Trương Quỳnh Anh và Tim đều có cuộc sống riêng nhưng đều hướng về con trai chung để lo lắng, chăm sóc cho bé. Những dịp sinh nhật bé Sushi thì Trương Quỳnh Anh và Tim thoải mái tụ họp xuất hiện chung khung hình. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.